Chào các bạn, là Anna đây. Đây là video tóm tắt phim Thành phố ảo của điện ảnh xứ Kim Chi. Mở đầu phim là cảnh đấu súng náo nhiệt. Người xem chưa thể nhận biết cuộc đụng độ này đang xảy ra ở đâu và những ai tham gia, ai là quân ta, ai là quân mình. Một người là đội trưởng quân. Anh là thủ lĩnh chỉ huy và dẫn dắt toàn tội với những mệnh lệnh dứt khoát. Anh có kỹ năng chiến đấu hoàn hảo như một vị thần. Trận đánh đã đi vào hồi kết. Nhóm của quân làm chủ trận địa. Bỗng một thành viên là Haji bị mắc kẹt giữa những làn đạn địch. Quả xứng danh một đội trưởng, một mình quân đột kích phá vòng vây. Chẳng may anh bị bắn trúng và gục xuống. Chỉ huy hy sinh. Game over. Thì ra cảnh bạn và Anna vừa xem diễn ra trong một trận game. Hết trận đấu, đồng đội hết lời nể phục tài năng của đội trưởng và muốn có một cuộc gặp. Nhưng khi kiểm tra ví của mình, Won từ chối khéo. Nếu trong game Won là một chỉ huy anh hùng thì ngoài đời lại khác. Won không nghề nghiệp, lêu lổng trong quán net và ăn bám mẹ. Mẹ anh gọi điện đến cằn nhằn rằng anh chỉ biết suốt ngày vùi đầu vào game mà không biết làm gì. Nhưng chuỗi ngày ăn và chơi đã chấm hết. Một sự việc kinh hoàng đã ập xuống như một cơn ác mộng. Anh đang dán mắt lên màn hình thì điện thoại reo. Điện thoại của một người chơi bỏ quên. Cô ta nói đã bỏ quên điện thoại trong quán net. Nếu Won mang về cho cô ta thì cô sẽ trả 300 đô. Đang thiếu tiền tiêu nên Won nhận lời. Anh ta mang điện thoại đến nhà cô gái thì cô ấy đang trong phòng tắm. Cô nói đã để sẵn tiền thù lao trên lầu, bảo anh cứ lên lấy. Won lên lấy tiền và để điện thoại lại. Lúc quay ra anh chào cô gái. Anh còn dặn cô gái chốt cửa cẩn thận vì có thể gặp nguy hiểm. Anh đang ngủ thì cảnh sát ập vào khống chế bắt giữ anh. Họ nói anh bị bắt vì tội hấp diêm và sát nhân. Nạn nhân là một học sinh trung học. Cảnh sát thông báo thu được dấu vân tay, ADN và cả tinh dịch của Won ở hiện trường. Tất cả bằng chứng chống lại Won một cách hoàn hảo. Anh choáng váng, cả thế giới đổ sập. Mẹ anh đến gặp luật sư Min. Ông ta khuyên con trai bà nên nhận tội vì mọi việc đã quá rõ ràng. Bản cáo trạng buộc tội anh hai lần cưỡng hiếp, đâm nạn nhân nhiều nhát. Tòa án nhanh chóng khép bản án chung thân và đưa anh đến một nhà tù bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Cho dù Won phủ nhận tất cả, mọi thứ dường như đã chấm hết với anh, mặc dù anh không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau thời gian biệt giam, Won được ra ngoài. Anh sợ hãi đứng khép nép một góc nhà tù. Thình lình anh bị lôi đi. Tên đại ca xăm trổ muốn dằn mặt Won. Won nói tôi không phạm tội và lao vào tên đại ca khiến hắn ngã ngửa. Bọn đàn em súng lại đánh anh bầm dập. Won lại bị tống vào biệt giam 30 ngày. Anh vừa được ra khỏi buồng biệt giam thì tên đại ca Madaksu và đàn em của hắn lại ra tay. Hắn nói sẽ cho một thằng đàn em thực hiện lại hành vi mà anh đã làm với cô gái. Won kháng cự mạnh mẽ bằng cách cắn vào tay bọn chúng. Mẹ anh và luật sư Min đến. Bà nói đã tìm thấy nhân chứng có chứng cứ anh ngoại phạm và sẽ đưa anh ra khỏi đây. Trong thời gian đó, Won liên tục bị Madaksu và bọn đàn em của hắn bắt nạt. Anh cảnh giác tất cả những ai đến gần vì nguy hiểm ập đến mọi lúc. Một ông già đưa cho anh một cái lá để đắp vết thương. Ông nói đã để ý và biết anh là một võ sĩ taekwondo. Vì mỗi lần bị đánh, anh biết che những yếu điểm trên cơ thể. Bọn ma súc dai như đỉa đói. Won quyết định lật kèo, cho chúng bài học. Anh lấy nhanh được vài que nhọn và dây cao su làm vũ khí. Bọn đàn em bị Won hạ. Tên ma súc dù cầm vũ khí trên tay vẫn bị anh tung một đòn hạ gục. Luật sư Min lại đến một mình gặp anh. Ông thông báo mẹ anh đã qua đời vì không chịu được những chuyện đã xảy ra. Ông nói đã làm tất cả nhưng Won không được tham dự lễ tang. Ngày hôm sau xảy ra một vụ bạo loạn tại nhà tù. Trong lúc xung quanh đang hỗn loạn, tên ma súc nhìn thấy Won đứng thất thần. Cơ hội để hắn rửa hận. Hắn tiến đến phía sau thì Won phát giác và trả đòn. Tên ma súc quằn quại kêu la. Won cũng có hành động không ngờ. Anh tự làm mình bị thương. Thì ra anh đã được ông già nọ trợ giúp, hướng dẫn anh thoát ra ngoài. Anh nói cần phải ra ngoài để chứng minh mình vô tội. Vốn là võ sĩ thi đấu cho đội tuyển quốc gia, bằng động tác nhanh gọn anh ép cảnh sát phải giao chìa khóa. Chiếc xe lộn vòng trên đường. Won thoát ra ngoài và nhanh chân rời đi. Lệnh truy nã đặc biệt Won trên toàn quốc. Cảnh sát chốt chặn khắp nơi. Anh bỗng nhìn thấy một cặp vợ chồng khách du lịch bị hỏng xe. Hai vợ chồng biết ơn Won lắm vì đã giúp họ sửa xe và cho anh đi nhờ. Vì thế Won đi qua trạm kiểm soát. Hai vợ chồng này tặng luôn xe cho Won vì họ sẽ lên máy bay đi tiếp. Đầu tiên Won tìm đến nhà luật sư Min. Anh hỏi ông ta về người có chứng cứ ngoại phạm mà mẹ anh đã nhắc đến. Ông nói đó chỉ là một cuộc gọi trêu đùa. Ông lại khuyên anh ra đầu thú và ông nói đã gọi cảnh sát. Cảnh sát đến nơi, Won cũng nhanh chân tẩu thoát. Anh đến quán net và truy cập vào tài khoản game của mình, mong muốn liên lạc được với đồng đội chơi game tìm sự giúp đỡ. Bất ngờ đồng đội của anh tên là Mr. Haji liên lạc với anh. Harry nói vụ án rất nhiều điều đáng ngờ. Camera khách sạn chỉ ghi được cảnh Won trong thang máy. Nhưng có một đoạn video khác từ hộp đen ô tô được gửi đến đài truyền hình. Không hiểu sao đoạn video đó không được công bố. Haji đã đột nhập server đài truyền hình và lấy được video. Trong đó ghi lại thời gian Won vào khách sạn và đi ra chỉ mất 3 phút 16 giây. Thời gian đó Won không thể hấp diêm hai lần, đâm nạn nhân và xóa dấu vết.
Tiếp tục điều tra nạn nhân qua Facebook, thì thấy cô gái trẻ này đã ở hộp đêm 2 ngày trước. Không khó tìm ra cô bé qua camera của hộp đêm. Cô bé rời khỏi hộp đêm cùng một người đàn ông lúc 3 giờ. Haji đặt câu hỏi, tại sao cảnh sát không tình nghi người đàn ông đó, mà khép tội cho một người chỉ biết chơi game. Won được Haji hẹn gặp tại một quán cà phê. Nhưng người đến gặp lại là một cô gái khiến anh hoang mang. Thì ra Haji là một cô gái trẻ. Cô sử dụng phần mềm thay đổi giọng nói. Đặc biệt cô gái chỉ nói chuyện giao tiếp bằng điện thoại. Haji dẫn Won về nhà mình ở một vùng ngoại ô hẻo lánh. Chỗ cô ở là một nơi có vẻ hơi kỳ quái. Haji vẫn luôn kính trọng và gọi Won là đội trưởng. Cô sửa soạn một loáng sau thì nấu xong cơm cho đội trưởng của mình ăn. Đã lâu Won chưa được ăn một bữa cơm tử tế, hơn nữa lại từ một người đồng đội vừa xa lạ vừa thân quen khiến anh xúc động, nước mắt rơi lã chã xuống bát cơm. Won hoảng sợ vì có rất nhiều người đến. Họ chào hỏi có vẻ thân quen và quý mến Harry. Thì ra tất cả họ là những đồng đội quen thuộc trong game và luôn kính trọng và nhất nhất gọi Won là đội trưởng. Mỗi người có nghề nghiệp khác nhau, có người là giảng viên đại học. Họ đều tin đội trưởng của mình bị oan và sẽ tìm cách giúp anh. Ngoài ra còn hai người trong đội nữa chưa đến. Harry bắt đầu phân tích về vụ án. Cô nói hầu như trong tất cả các vụ án, hung thủ luôn cố gắng để lại càng ít dấu vết càng tốt. Ngược lại trong vụ này các vật chứng được trưng ra như triển lãm. Cô cũng kiểm tra tất cả camera trong vòng một cây số vuông xung quanh vụ án và phát hiện ra những chiếc xe thùng đáng ngờ. Tất cả chúng đều đến từ một bãi phế liệu. Won cùng Jack A đột nhập vào bãi phế liệu. Họ nhận ra những chiếc xe thùng. Xuất hiện hai gã mặc đồ vét khiêng theo một chiếc tủ lạnh lên xe tải trông rất mờ ám. Hai người bám theo xe đến một tòa nhà. Việc đột nhập vào tòa nhà không khó khăn với đội của Won. Harry dễ dàng đột nhập hệ thống an ninh, vô hiệu hóa các camera để Won đi vào trong. Thì ra đây là căn hộ của một ngôi sao truyền hình. Won mở nắp hộp thì thấy xác của ngôi sao truyền hình tên là No Jun Yeung. Anh ta đã chết ở đâu đó và hai gã kia mang xác về nhà. Một nhóm người lạ đi vào. Họ bắt đầu làm những công việc kỳ lạ trong im lặng và thuần thục. Sắp xếp và thay đổi một số đồ đạc. Dường như còn cố tạo ra vân tay trên các đồ vật. Đích thị đội quân ma giáo này đang tạo ra một hiện trường giả cho một vụ án tiếp theo. Thì ra tất cả mọi âm mưu này đều liên quan đến tên luật sư mặt đen. Hắn có sở thích quái đản là tạo những vụ án, đổ tội cho người khác một cách hoàn hảo. Và nạn nhân liên quan đến án mạng của ngôi sao truyền hình là một cô người mẫu. Đầu tiên họ tiếp cận cô người mẫu, thu thập ADN, sao chép vân tay bằng máy móc tinh vi. Chúng mang những vật chứng giả đến dàn dựng lại tại nhà No Jun Yeung. Vì vậy trước tiên đội của Won phải tìm ra cô người mẫu này trước khi chúng gài bẫy. Đội của Won tìm cách tiếp cận cô người mẫu tại một tiệm gội đầu, cài máy nghe trộm lên điện thoại. Một cuộc gọi đến cô người mẫu, Won nhận ngay ra giọng cô gái đã dẫn dụ mình mang điện thoại đến khách sạn. Harry bảo anh hãy liên lạc lại, cố kéo dài khoảng 3 phút để cô dò tìm ra cô ta. Nghe giọng nói đó, nhớ lại những gì anh đã phải trải qua anh nghiến răng. Harry đã xác định được danh tính cô ả gọi điện. Won sắp tóm được cô ta trên đường, thì chúng phát hiện đã bị lộ vội nhảy lên xe chạy. Won lấy xe đuổi theo sau. Không may anh lại đánh động đến cảnh sát. May mắn thoát khỏi vòng vây cảnh sát thì Won lại rơi vào tay tên ma Đắc Su. Bằng cách nào đó Đắc Su cũng đã ra ngoài. Hắn rất cay cú chuyện Won dùng súng cao su bắn hắn. Phát đầu tiên hắn bắn trượt vào tên đàn em. Phát thứ hai Đắc Su bắn trúng Won nên hả hê lắm. Cảnh sát lại một lần nữa ập vào truy bắt. Trong lúc hỗn loạn Won chạy được ra ngoài. Harry có mặt kịp thời đón anh. Đội của Won tìm cách đáp trả lại những việc làm của luật sư Min. Hiện trường giả mà chúng dày công dàn dựng bị đội của Won phá hỏng. Min ra lệnh tạo một hiện trường giả khác. Chúng dọn dẹp và di chuyển đến nơi khác. Nhưng chiếc xe của nhóm người chuyên tạo hiện trường giả bị máy bay không người lái thả bom. Bọn còn lại người thì bị treo ngược lên người thì bị nổ lốp xe trên đường. Tin án mạng về ngôi sao No Jun Yeung bung ra. Nhưng nghi phạm không phải cô người mẫu mà lại là một người thân cận luật sư Min. Chính Won đã tương kế tự kế, cháo giấu vân tay. Tên luật sư bắt đầu phải trả giá cho những tội ác gây ra. Bất ngờ Won xuất hiện tại căn phòng bí mật. Luật sư Min không thể chống đỡ, chỉ còn biết dãy giụa và rên rỉ vì bị những tác động vật lý lên cơ thể. Kiểm tra, trên siêu máy tính của hắn Won đã tìm ra những đoạn phim ghi lại tội ác của chúng gây ra với mình. Anh copy dữ liệu làm bằng chứng. Tên luật sư bảo, đây là siêu máy tính, thời gian copy dữ liệu phải mất nhiều thời gian. Trong khi đó, đồng đội của anh đang gặp nguy hiểm. Tên Min nói, trong vòng 15 phút, nếu tôi không gọi điện Ma Đắc Su sẽ lần lượt hạ từng thành viên trong đội. Won đành bỏ mặc tên luật sư, phóng xe đi cứu đồng đội. Rắc rối hơn, tên luật sư còn âm mưu dùng Harry thế chỗ hung thủ, trong vụ án ngôi sao truyền hình No Jun Yeung. Tên Ma Đắc Su quả là tên máu lạnh. Hắn nổ súng bằng bằng vào đồng đội của Won, nhưng hắn bắn quá tệ. Hắn nghĩ là súng hỏng và đổi súng, tiến sát đến gần hơn để bắn cho chắc. Hắn quát om sòm rằng quá ồn ào không tập trung bắn được. Bỗng điện vụt tắt. Có thể do thiếu điện nên mấy anh điện lực cắt điện luân phiên chăng?
tức thời từ trong bóng tối những cú đấm như trời giáng vào mặt bọn Madaksu. Won đã cởi trói cho tất cả đồng đội. Họ chạy lên xe phóng đi, Madaksu cùng tay chân của hắn dai dẳng bám theo. Luật sư Min đã ra lệnh cho hắn, nếu không bắt được Won thì sẽ phải quay lại nhà tù. Vì thế hắn tìm mọi cách bám theo đội của Won. Tên luật sư nhận thấy không dễ tóm đội của Won nên đánh động đài truyền hình và cảnh sát vào cuộc. Tình huống ngày càng nghiêm trọng. Tất cả chống lại Won. Họ coi anh là tên tù sát nhân trốn truy nã nguy hiểm. Anh quyết định cùng đồng đội đến thẳng đài truyền hình. Kế hoạch là sẽ có một bản tin phát sóng trực tiếp vạch mặt luật sư Min. Tại trung tâm truyền hình náo loạn cảnh rượt đuổi. Ô tô chạy qua trường quay. Đồng đội của Won tìm cách ngăn cản bọn Madaksu, cố kéo dài thời gian để những người khác chuẩn bị đồ nghề máy móc. Một lần nữa Haji lại bị tên đồ tể ma bắt đi. Không để đồng đội gặp nguy hiểm, Won lao xe từ trên cao xuống đường. Tên Madaksu và đàn em của hắn kẹp xe của Won ở giữa. Nhưng cả chủ lẫn tớ đều vụng về, tự nã đạn vào nhau, xe lật nhào. Won kéo được Haji ra xe trước khi nó cùng tên ma lao vào chiếc xe khác. Won đưa cô gái đến một nơi an toàn rồi lái xe trở lại đài truyền hình. Anh tin những người bạn ấy sẽ giúp mình minh oan, vạch mặt tên luật sư Min. Cảnh sát cũng phát hiện ra anh quay trở lại và bao vây xe của anh. Những người bạn của anh lần lượt bị cảnh sát bắt giữ giải ra ngoài. Tên luật sư mừng lắm. Nhưng chưa hết mừng, thì hắn hốt hoảng vì tất cả dữ liệu siêu máy tính đã bị Haji copy. Và đặc biệt, hai đồng đội khác của Won bây giờ mới xuất hiện, sẵn sàng cho một bản tin trực tiếp. Haji chuyển dữ liệu đến. Hai người bắt đầu lên hình, phát sóng chèn lên tất cả các kênh sóng. Tất cả dồn mắt lên màn hình. Những video chứng cứ cho biết hung thủ sát hại cô gái là con trai một nghị viên. Còn Won là một người thế mạng dưới bàn tay phù phép của luật sư Min và đồng đảng. Mọi xấu xa của luật sư Min được phơi bày trên màn hình. Won đứng thẳng nhìn những người bạn của mình nở nụ cười tự tin chiến thắng. Cuối phim là cảnh tên luật sư trong trại. Tên Madaksu gọi hai tên đàn MBD đến chăm sóc tên luật sư. Bạn có biết họ sẽ chăm sóc ông luật sư này ra sao không? Còn về Won, anh cùng đồng đội đã có những khoảng thời gian tuyệt vời.